Vô. Mình vừa chào tất cả các bạn vô quán mình á. Thì hôm nay á mình cái dừa này là khủng nhất luôn các bạn. Mấy cái dừa này quay vô tại. Cái dừa này gần 8 kg chạy như 7 kg 8 luôn các bạn á, dừa này khủng nhất luôn á. Nay từ nay đi mấy dừa lượm được dừa khủng về chặt rồi review thử coi nước nó nhiều hay không. Okay. Bảy tám gần 8 kg chặt thử coi rồi ghim lên đi rồi chặt đi rồi tao chặt nổi nè mày đứng chích ra xa ra ngay cái liệu tao kiếm vô tình á bỏ ra coi tám ký mà vỏ không các bạn thấy không? Nó có cái xé. Nó vừa vỏ không? Vừa 8 kg có nhiều nước đâu. Đâu mà hết mới rồi. Trời ơi. Đẩy mẹ nó một bít luôn. Đó rồi. Ăn chế không? Chế. Thế mẹ mẹ bột tan đi tin nè. Có gì nè. Vừa 8 kg. Đó, các bạn thấy cái vừa 8 kg gần 8 kg quá chặt ra đại như thôi. Không có gì, không có gì sàn không biết hết ta. Sao mới chị tôi cạp cái nóc mà giờ có mất làm gì? Cái gà bự. Nè giờ mình rót vô cái chai. Cái chai của mình khác. Chai Mirinda các bạn. Cái chai vừa đó cái chai đó lịch rồi á, cái chai của Quân Khánh đó, Khánh là gì vừa. Lịch máy rồi. gần 8 kg mà nước chưa được 1 lít luôn á các bạn thấy không? Đó. Chặt cái rồi cho bán được cái không? Vừa mở lai các bạn thấy không? Nó mở lai bầu luôn á. Vừa lai 2.2 hả? 2.2. Bây giờ mình chặt thử cái dừa mã lai bầu 2.2 thử coi nhiều nước nè các bạn. Hả? Sao lên đẹp cái đó là sao? Ừ, cái dừa ngon quá. Quay mà lo kìa người đẹp bằng cái dừa kìa. Lấy cho tim miếng dừa. 2.2. Cho tim miếng quạo cái gì ta? Nay nó làm gì mà nó quạo dữ ta? 2.2 các bạn thấy không? Rất khủng luôn. Trời ơi, mấy kẹo đó mà không? Thấy không? Nó quạo vậy. Cái này có số lượng lít mà phải không? Không? Cái ca đó hình như lít rưỡi. 2.2 nè. Vừa lấy dùng hết ra vậy? Cái dừa ngon không bạn? Bạn cuốn đang đợi chào cả cảnh ca cả. Khỏe. Trời ơi cái chai đó có cũng hiền không à, bà rảnh hả? Ờ. Mấy ông chế nó chừng đeo đi ra bộ. Nha chừng đeo đi ra bộ. Sao biết cái đó thì sao biết được? Cho cái năm thị thì tính tới vậy. Mã lai 2.2. Cứ vậy đây. Tập cái thẻ kẹt hả? Âm
còn 8 kg mà nó được chưa được lít. Các bạn thấy không nè, cái vườn rồi cái này mà hiện tại bây giờ vô vườn nó vô vườn bẻ các bạn giá cả 80-85 ngàn đồng các bạn. Còn cái vườn bự này nè là bẻ vô vườn bẻ có 60-65 ngàn đồng à, mà nó đang buồn có 3 ống trái à. Còn cái này nó đang một buồn có 3 ống trái rồi, nó trồng vừa này có lợi các bạn. Mình chặt mấy cái vừa để gì vui các bạn xem ha. Bạn thấy kênh hay á là vui ủng hộ mình nha các bạn, nãy giờ nó coi quá trời luôn á. Tạm biệt các bạn nha. Đây đây là khán giả đây. Đó khán giả là. Đó rồi.